chéo cho phải được cái chùa. Chéo cho phải được. Ai chéo dây không? Thế nào? Johanna ơi, thế còn không chia chứ. Trời ơi, hai chị em mỗi đứa một cái. Ủa sao mà nó tìm ra cái được vậy? Hát nữa đi. Rồi nào. Thế là bà ngoại đi xây nha.
Nay sinh nhật 2 tuổi Johanna. Mẹ chẳng biết đãi gì nên đãi cả nhà ăn bún đậu mắm tôm, thịt luộc mắm tôm. Lấy cờ. Yummy. Chị Hai giúp em lắp à? Chị Hai phải chỉ em nhá. Chị Hai phải chỉ em lắp thế nào cho em biết nhá.